Xin chào tất cả mấy anh chị. Hôm nay là cái chương trình như thường lệ tối chủ nhật 10 giờ đêm giờ miền Đông Hoa Kỳ và 9 giờ sáng ngày thứ hai giờ Việt Nam. Xin chào tất cả mấy anh chị ở khắp mọi nơi trên thế giới. Hôm nay đó với cái đề tài là kinh doanh với Nu Skin là kinh doanh toàn cầu. Để mình cho mấy anh chị một vài cái khái niệm. Có thể mấy anh chị nhớ, có thể một số mấy anh chị quên mấy anh chị. Đặc biệt là khi mà mình về một nơi những cái tỉnh thành nhỏ đó. Ví dụ như mình tới ở Tulsa, Oklahoma, Fresno, California, một số thành phố nhỏ như Hội An, mình đang ở Đà Nẵng mà gì. Và thường đó thì cái tâm trạng của một số mấy anh chị khi gia nhập Nu Skin đều tập trung vào cái thị trường mình ở đó. Và nếu không may mấy anh chị nhé, một số mấy anh chị nói là em không may hay cháu không may ở vào một cái thành phố nó nhỏ quá, ví dụ như Hạ Long, ví dụ như Lào Cai, Điện Biên mấy anh chị, hay là một số mấy anh chị ở một cái thành phố Westside nào đó ở Đức, hay là một vài cái thành phố nhỏ khác mấy anh chị. Mấy anh chị quên là cái kinh doanh với NuSkin nó là kinh doanh toàn cầu mấy anh chị, chứ nó không phải là một vài thành phố. Thật ra mình có dịp nói chuyện với một số mấy anh em ở Đà Nẵng thì thường mấy anh chị khi mà mình gia nhập mình chỉ nghĩ tới cái thành phố của mình thôi, nó chỉ vỏn vẹn trong cái phạm vi của thành phố Đà Nẵng chẳng hạn. Và mình quên mất lắm anh chị là cái kinh doanh với NuSkin là kinh doanh toàn cầu. Thành ra nói cho rõ hơn anh chị, ví dụ như mình là quê Đà Nẵng, mình nói là mình cần những con người ở Đà Nẵng anh chị, chứ mình không cần cái thị trường ở Đà Nẵng. Mình cần con người ở Đà Nẵng để có thể chinh phục cả thế giới anh chị. Tối hôm qua mấy anh em ngồi ở quán cà phê Memory Lounge bên bờ sông Hàn chẳng hạn, mình có nói với mấy anh em là mình chỉ cần 6-7 anh em anh chị ngồi với 6-7 cái laptop, 6-7 cái iPad, iPhone, ngồi bên quán cà phê cạnh bờ sông và có thể chinh phục cả thế giới. 7 cái laptop có thể cùng một lúc anh chị tiếp cận bà con, bạn bè, thân nhân người Việt Nam mình ở 5 châu trong cùng một thời gian để có thể kết nối và giới thiệu cái cơ hội kinh doanh anh chị. Thị trường thế giới rất lạnh, rất rất mạnh anh chị. Mình nghĩ là thị trường Việt Nam nó lớn, nó rất tiềm năng, nhưng mà điều đó nó không có nghĩa là mình chỉ biết có thị trường Việt Nam hay là nói một cách cục bộ hơn là cái thị trường ở Đà Nẵng hay là Hội An hay là một vài cái thành phố nhỏ khác ở Việt Nam hay là ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó không phải như vậy mấy anh chị. Mấy anh chị phải biết là NuSkin, khi mà mình gia nhập NuSkin mấy anh chị, đằng sau của mấy anh chị là 1.2 tỷ đô la NuSkin đã đầu tư vào những cái công việc để chuẩn bị mấy anh chị, về sản phẩm, về nghiên cứu thị trường, về giấy phép, về hệ thống kế toán, hệ thống dữ liệu ở 53 quốc gia để mình có thể làm việc mấy anh chị. Và đặc biệt mấy anh chị không phải bay đi bay đó, vì mấy anh chị cũng đã nhớ rất rõ trong cái bài presentation, trong cái bài mình thuyết trình về cơ hội kinh doanh mấy anh chị, mình rất tự hào đây là mô hình kinh doanh xã hội mấy anh chị, social business. Nó tới từ cái chữ social media, và social media là khi nói tới social media mình nghĩ ngay tới Facebook, LinkedIn, YouTube mấy anh chị. Và tất cả những cái sản phẩm, tất cả những cái phương tiện như vậy nó cho phép mình có thể kết nối mọi người khắp mọi nơi trên thế giới. Thành ra mình xin lặp lại mấy anh chị, kinh doanh với NuSkin là kinh doanh toàn cầu, chứ không phải ông hàng xóm mình mấy anh chị, không phải thằng bạn, không phải ông anh rể, không phải bà chị mình mấy anh chị, mà nó là kinh doanh toàn cầu, người này qua người kia mấy anh chị. Một hình ảnh khác để cho mấy anh chị thấy kinh doanh với NuSkin là kinh doanh toàn cầu là tại vì nhờ cái phương tiện internet mình kết nối con người lại với nhau mấy anh chị. Cái chữ chính ở đây mình muốn nói với mấy anh chị đó là anh chị có thể kết nối với nhiều người trên thế giới chỉ bằng một vài cái nhấp chuột mấy anh chị, chỉ bằng một vài cái click thôi. Và cái đó là cái điều tuyệt diệu mấy anh chị. Cái đó là cái điều tuyệt diệu mà con người ở thời đại này mình thừa hưởng được cái thành quả của khoa học kỹ thuật. Bạn có thể kết nối, mình bỏ cái chữ kết nối trong ngoặc kép mấy anh chị nhé, vì đây là cái từ chính mấy anh chị. Kết nối nó là nguồn ngọn của kinh doanh. Bây giờ mình không cần phải ra ngoài kia mình bán sản phẩm hay là mình mời mọc mấy anh chị ha. Hoàn toàn mình không thấy cầm một cái sản phẩm đi mấy anh chị. Hôm qua mình nghe buổi nói chuyện với của anh Nguyễn Hữu Thu, Emerald Executive của team New Life. Anh ta đi khắp mọi nơi và hoàn toàn không đem theo bất cứ một cái công cụ, cái sản phẩm làm demo mấy anh chị. Cái hình ảnh của anh Nguyễn Hữu Thu cách đây 1 năm trước làm demo từ sáng tới tối mấy anh chị.
làm từ sáng tới tối. Mình nghĩ là có thể là một ngày ông làm 10, 20 cái demo anh chị. Nhưng mà dạo gần đây đó, anh ta chỉ cầm một cái laptop thôi, và anh ta nói một cái câu mà có thể nói là nó cho mình một cái hình ảnh anh chị, là tại vì thời buổi bây giờ đó, anh không cần phải cầm những cái sản phẩm về, anh ta sẽ nói về cái mô hình kinh doanh, và anh ta sẽ pull hay là lấy cái bài presentation đó ở trên mạng xuống anh chị và làm ngay tại chỗ. Nó tùy theo cái đối tượng mà anh ta muốn nói chuyện. Đặc biệt là mình đã có những cái công cụ của Nu Viện, cái flip chart, cái day planner và những cái công cụ mà không cần phải có những cái gì nó phức tạp lắm anh chị, và mình có thể nói và giới thiệu về cái cơ hội kinh doanh. Tại là cái từ chính ở đây anh chị nhé, là cái từ kết nối. Kết nối nó là nguồn ngọn của kinh doanh anh chị. Connect, đó là lý do tại sao multi level hay là kinh doanh đa cấp, theo cái từ mà người ta thường gọi ở Việt Nam, tới thập niên năm 70, 80 anh chị, khi bắt đầu có internet thì người ta gọi là network marketing. Network là một cái mạng lưới anh chị nhé. Và bây giờ đó thì cái chữ connect nó quá phổ thông anh chị. Mấy anh chị lên google.com, mấy anh chị search cái chữ connect ở đây, mấy anh chị sẽ tưởng tượng là bao nhiêu cái từ ở trong đó mấy anh chị, chỉ từ cái từ khóa là connect thôi. Kết nối nó là nguồn ngọn của kinh doanh. Khi kết nối với con người với nhau mấy anh chị, người ta thích mình, người ta tin mình, người ta sẽ hỏi mình dùng gì mấy anh chị. Và mình nghĩ là cái bản chất của network marketing nó tới từ đó. Mình nghĩ là càng ngày con người càng không tin vào những hình thức quảng cáo. Mấy anh chị nhìn lại những cái tỷ lệ dân số ở Singapore, dân số ở Malaysia, dân số ở Thái Lan anh chị. Dân số người ta có thể 60 triệu, 40 triệu, 30 triệu anh chị. Nhưng mà số lượng người làm network marketing có thể 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu. Trong khi Việt Nam mình dân số 90 triệu. Số lượng người gia nhập network marketing trong hơn 10 năm qua chỉ hơn 1 triệu nữa. Và điều đó nó có nghĩa là cái số lượng còn rất lớn. Ở Mỹ cũng tương tự anh chị. Với số lượng dân số quá đông và cái số lượng người mà gia nhập nếu có marketing nó còn thấp ấy. Và do đó cái tiềm năng của mình nó rất lớn, và nguyên cả thế giới cũng tương tự như vậy. Nó tới từ đâu anh chị? Nó tới từ cái vấn đề con người tin với nhau. Bạn mình dùng sản phẩm, bạn mình nói với mình anh chị, mình sẽ tin. Bạn mình dùng sản phẩm, bạn mình đẹp ra anh chị, mình nhìn cái mặt, mình nhìn cái vấn đề sức khỏe, mình nhìn cái năng lượng của người bạn của mình, và tự nhiên mình sẽ hỏi và tự nhiên mình sẽ tin với anh chị. Nó sẽ tin hơn bất cứ cái lời quảng cáo nào, vì bây giờ con người bị quá nhiễu anh chị, mình bị nhiễu, mình bị nó giống như tràn ngập với những hình thức quảng cáo, và con người tự nhiên anh chị bị miễn nhiễm bởi những cái lời quảng cáo bóng bẩy anh chị, và người ta không tin. Và do đó nó tới từ cái lòng tin anh chị. Và do đó anh chị cũng có thể nghe network marketing, hay còn có cái tên gọi là cái relationship marketing. Đó là một cái business, đó là một cái kinh doanh, nó căn cứ, nó đặt cái nó nền tảng trên cái niềm tin mà nhỉ. Và do đó cái chữ connect, mình chỉ phải kết nối để tạo cái niềm tin chứ. Mình không thể nào vào thời buổi này ngồi xuống và móc sản phẩm ra và mình nói mà nhỉ. Người ta sẽ không tin. Người ta không thích mua mà nhỉ. Người ta không thích bị mua thì đúng không? Người ta muốn người ta chủ động trong cái việc người ta mua mà nhỉ. Tại ra khi người ta nói là kết nối là nguồn ngọn của kinh doanh đó, thì anh chị phải phải để ý tới cái câu này. Kết nối như thế nào anh chị? Và Facebook mình nghĩ đó là một cái phương tiện tuyệt vời anh chị. Hôm nay trong cái phạm vi của cái buổi nói chuyện hôm nay đó, mình cũng muốn trình bày với mấy anh chị về cái trang Facebook đó. Vì cho tới giờ phút này có thể nói là trong gần 30 executive mình có direct anh chị. Và từ đó nó ra trên 100.000 người trong suốt 4 năm rưỡi qua đấy. Thì mình có gần một nửa là mình quen qua Facebook. Nói như vậy đó thì một số mấy anh chị có thể nói: ô anh đi, anh chỉ tập trung vào Facebook, anh chỉ làm quen với những người trên Facebook và hoàn toàn không theo cái nguyên tắc của network marketing, là bắt nguồn từ warm market anh chị. Cái điều đó nó cũng không đúng anh chị. Nó cái high tech, người ta nói là cái high tech nó không có replace cái high touch, tức là cái kỹ thuật nó không có thay thế được những cái cảm xúc của con người khi gặp nhau anh chị. Nhưng mà nó làm cho nó enhance cái relationship anh chị, tức là nó làm cho cái quan hệ đó nó mặn mà hơn và nó nhanh hơn anh chị. Nó nhanh hơn. Thành ra đó cái high tech, tức là cái vấn đề kỹ thuật, nó rất cần thiết trong thời đại hiện nay anh chị, và không thể chối cãi được là Facebook, mình có thể nói là cái kỳ quan của thế giới anh chị, đó là internet.
Và cũng có thể nói là cái kỳ quan của thế giới đó là cái trang Facebook, mà mình không tưởng tượng nổi có một cái trang Facebook để có thể kết nối con người lại với nhau một cách quá dễ dàng như vậy. Thành ra hôm nay đó, trong cái đề tài là kinh doanh của Nu Skin là kinh doanh toàn cầu đấy, mình muốn chứng minh cho mấy anh chị thấy đó là mình đã kết nối được với Trần Thu Hương ở bên Đức anh chị qua Facebook. Và từ Hương trở đi đó, mình có khá nhiều một số mấy anh em ở cái vùng châu Âu, qua Uyên ở Ohio mình bắt đầu có Tuấn, rồi mình bắt đầu có Minh anh chị, và anh Minh khi về Việt Nam đó thì mình bắt đầu có Hà Lan, và từ Hà Lan ra mấy anh chị nhé, bây giờ mình có Việt Nam là một cái team rất mạnh ở khắp mọi tỉnh thành, và bây giờ chính team của Hà Lan lại có người ở Canada, ở Mỹ, ở châu Âu, ở Úc châu mấy anh chị. Và do đó mấy anh chị thấy là qua cái phương tiện về Internet, một số mấy anh chị bắt đầu mở rộng cái bờ cõi của mình, mở rộng cái giang sơn của mình mấy anh chị. Qua những cái việc mà mình đơn giản thôi mấy anh chị, chỉ cần gọi một cái từ thôi, đó là chữ kết nối mấy anh chị. Kết nối, kết nối, kết nối, connect với bạn bè, với bà con, với những người xa lạ. Người ta có nói một cái câu đó là cold market đôi khi nó lại rất ấm, thị trường lạnh đôi khi rất ấm anh chị, và thị trường ấm đôi khi nó lạnh tanh. Điều đó có nghĩa là cái việc mà mấy anh chị làm ấm cái quan hệ nó chỉ cần một vài câu thôi mấy anh chị ha. Cái mà mình muốn nhấn mạnh hôm nay đó là một số mấy anh chị vẫn chưa biết cái cách để mấy anh chị có thể chăm sóc cái trang Facebook của mấy anh chị. Mình muốn đưa ra một cái thí dụ mấy anh chị nhé. Mình có cái trang personal, tức là cái trang cá nhân mấy anh chị thấy ở trong cái màn hình. Cái trang Facebook cá nhân mấy anh chị, nó giống như cái nhà của mình. Ở đây không phải là nơi nói chuyện business. Khi mấy anh chị vào Facebook, mình muốn lấy một cái hình ảnh để ví dụ mấy anh chị. Nó giống như mình tới một cái party, mình tới một cái buổi tiệc mấy anh chị ha. Mình gặp bạn bè, người quen, hàng xóm láng giềng. Bạn bè lâu ngày mới gặp mấy anh chị, chắc chắn nói tiếng trước tiếng sau ra mấy anh chị không nên nói về Nu Skin. Bạn bè gặp lâu ngày mấy anh chị mình nên nói về, mình nên hỏi thăm người ta, mình nên quan tâm với những người với người đối diện mấy anh chị, không nên nói về mình. Thành ra trong cái trang Facebook mấy anh chị tối kỵ mấy anh chị nên nói về business. Vì khi mấy anh chị nói nhiều về Nu Skin, bạn bè không ai muốn vào mấy anh chị. Bạn bè mấy anh chị đặt mình vào cái trường hợp mà mình có thằng bạn tự nhiên bây giờ nó ra rả nó nói về cái tên của công ty của nó mấy chị, nó khen đủ điều công ty nó số 1, sản phẩm nó số dắt, sản phẩm nó có được cái này được cái kia, người này khen người kia tặng mấy chị, rồi mấy chị bỏ những cái hình testimonial lên thì có thể mấy chị biết sao người ta sẽ bị dị ứng mấy chị. Vì chính mình nếu mấy chị đặt mình vào ở trường hợp như vậy, mấy chị cũng cũng hành xử một cách tương tự vậy thôi. Vậy thì mình không nên mấy chị. Trong cái bữa tiệc mấy chị gặp bạn ở một cái party đó, mấy chị hỏi chuyện, gây nên cái tình thân, kết nối với người ta mấy chị, và sau đó mấy chị chỉ nhẹ nhàng mời người ta thôi. Vì khi mà bạn bè nói chuyện với nhau mấy chị ha, thì người ta thích cái mấy chị rồi người ta sẽ hỏi là à, anh đang làm gì vậy? Anh có số điện thoại, anh có card visit không? Anh có business card không? Thì lúc đó mình mới đưa cái business card ra là mình đang làm gì mấy chị ha. Đây là trong mình nói trong cái trường hợp mà mấy chị đi 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 party đó, đi dự án, đi dự tiệc mấy chị. Khi mà mình cầm cái business card, chắc chắn khi về nhà mấy chị nhé, thường thường là nếu mà mình muốn tìm hiểu thêm người bạn đó thì mình vào cái website của người bạn đó mấy chị. Và khi mình vào người, hoặc là khi mà mấy chị tới party đó, mấy chị gặp quen ai đó, thì thường là sao mấy chị, mình mời người ta về nhà mình. Nếu mình tin người đó và mình thích người đó mấy chị, mình mến người đó, mình mời người ta về nhà mấy chị. Và khi mời người ta về nhà đó, chắc chắn mấy anh chị không có chặn người ta ngay cửa, bày nguyên một cái bàn có cái bảng đề chữ Nu Skin và bắt đầu đó mấy anh chị nói về sản phẩm của mình với chị, là tại vì mình mời thằng bạn quý, anh bạn quý, ông cha bà chị quý mình vừa mới gặp ở party tới nhà, thì ít nhất mình phải hỏi thăm rồi thăm hỏi rồi hỏi thăm chuyện gia đình, nấu nướng một chút xíu ở sau bếp mấy anh chị, ăn uống. Thành ra khi người bạn mình tới nhà mấy anh chị thì cái chuyện đầu tiên mấy anh chị cứ nhìn, cứ quan sát mấy chị sẽ thấy khi người ta bước vào nhà, người ta chưa biết mình làm cái gì mấy chị, người ta sẽ đi vòng quanh căn nhà của mình, người ta coi thử mình viết, mình để cái gì trên bàn, coi thử mình treo cái hình gì trên tường mấy chị. Ở Mỹ thì mình có cái văn hóa kêu là cái văn hóa tủ lạnh, tức là mình vào cái tủ lạnh, tại vì thường thường ở bên Mỹ cái tủ lạnh là cái nơi nó treo tùm lum đâu đó chị, certificate con mình học giỏi mấy cái bằng khen mình dán hết trên đó mấy chị.
mình đi chơi ở đâu, mình mua mấy cái cục 500 mới mình dán vào cửa, hay là mình có hẹn với bác sĩ mình viết hết mấy chị, mấy anh nhắn vợ chuyện gì, mẹ nhắn con cái gì viết hết trên tủ lạnh mấy chị. Cái văn hóa tủ lạnh ở Mỹ nó hiện hiện nó rất rõ, mình nhìn vào cái tủ lạnh mình thấy nguyên cả cái sinh hoạt của gia đình mấy chị. Và thường bước vào nhà người khác mình cũng hay tò mò lắm, mình vào mình coi coi thử cái sinh hoạt ở nhà này như thế nào mấy chị, và có thể nó nói lên cái tình trạng đó mấy chị. Bây giờ đó mình lấy một cái hình ảnh nó tương tự như cái mình vừa mới nói với mấy chị đó. Tức là khi mà mấy anh chị gặp ai ở ở party ở ngoài đường, hay là gặp ai đó mấy chị, thì thường sau đó mình hỏi là sao anh chị có Facebook không, và khi mà mình nói mình có trang Facebook, mấy anh chị đưa ra cái tên hoặc là cái địa chỉ email, thì khi connect với nhau mấy chị, tối về đó mình kết nối với nhau, mình ép làm bạn mấy chị. Và mấy anh chị biết chuyện gì xảy ra, cái trang Facebook của mấy anh chị nó chẳng khác gì là cái nhà của mình mấy anh chị, và cái nhà của mình đặc biệt là cái cửa nó mở toang cho mọi người vào, và người ta bắt đầu xem mấy anh chị. Thì lúc đó đây là cái lúc mà mấy anh chị phải rất khéo léo mấy anh chị, là tại vì cái trang Facebook đặc biệt là mấy anh chị phải phải nói lên cái văn hóa của mình, cái điều gì mấy anh chị muốn người khác nhìn về về mình mấy anh chị. Là tại vì mấy anh chị tưởng tượng khi người ta bước vào nhà mình đó, mình không có ở nhà mấy anh chị, thấy không? Mình đâu có đứng ngay cửa mình chào người ta đâu. Cái trang Facebook nó mở toang cửa, và bây giờ đó mấy anh chị để cho người ta tự do tìm hiểu về mình. Cái điều quan trọng mình muốn nói ở đây mấy anh chị, mấy anh chị muốn người ta nghĩ gì về mình. Thì thường mấy anh chị, mình sẽ không nói nhiều về Nu Skin ở trong cái trang này, nói rất ít mấy anh chị, nói úp úp mở mở, nói vừa chút xíu mấy anh chị, nói làm cho người ta ngứa ngáy khó chịu. Và do đó mấy anh chị thấy là mình lấy cái ví dụ mấy anh chị nhé, mình không phải là perfect 100%, nhưng mà có thể nói cái trang của mình mấy anh chị, mình nói về cái lifestyle, mình nói về cái cách mình sống mấy anh chị, chứ còn mình không nói nhiều về Nu Skin. Mình nói mình nghỉ đêm ở bán đảo Sơn Trà, mình nói về thì mình cái khám phá ở Đà Nẵng mấy chị, thì mình quê ở Đà Nẵng, mình có dịp về Đà Nẵng và mình khám phá lại cái Đà Nẵng. Mình viết một vài câu mấy chị, thấy không? Mình viết một vài câu, dòng sông quê hương, tuổi thơ mình được nhúng ở đây, đại khái những hình ảnh để nó nói lên cái cách sống của mình, chứ không phải là cái mình làm gì mấy chị. Vì hoàn toàn cái mục đích mình ở đây đó là làm cho người ta tò mò. Thành ra mấy chị thấy là ví dụ như mình nói về một vài cái câu gì đó ướp ướp mở mở mấy chị, cốt làm sao đó khi mà mình viết ra đó, người ta sẽ vào và người ta like hoặc là người ta comment mấy chị. Đây không phải là một nơi để mấy anh chị xả cái bầu tâm sự của mình ở đây. Đây không phải cái nơi mà mấy anh chị trút cái sự giận dữ mấy anh chị. Mình thấy một số mấy anh chị xem cái Facebook như cái thùng rác. Mấy anh chị có bao nhiêu cái bực bội, cái tiêu cực, mấy anh chị cứ đổ hết lên đây cho cả thế giới hàng xóm người ta đều biết mấy anh chị. Nó không phải như vậy. Vì người ta nhìn qua đây và người ta đánh giá mấy chị. Thành ra và những ai đó khen hay là nói gì về mấy chị nên để lại ở đây, ha. Mình có thủ lĩnh khăn đỏ viết một vài câu về mình mấy chị, và mình để ở đây với cái sự tò mò. Mình có rất nhiều anh em khen mình thường xuyên mấy chị, nhưng mà mình chỉ lựa ít thôi. Để người khác khen mình quá thì nhiều khi nó cũng hơi lố bịch, nhưng mà đâu đó ở trong cái bức tranh tổng thể ở trong cái nhà của mình mấy chị, mình lựa những cái bức tranh, những cái hình ảnh gì đó mình treo lên tường mà để cho người ta tạo cái sự chú ý. Cũng giống như cái hình này mấy chị nhé, của Hana ở tiệm chẳng hạn, viết lên chứ không phải mình viết mấy chị. Mình để người khác nói về cái business chứ mình không nói. Mình cũng không có viết nhiều về mấy chị đó. Ví dụ như cái trang của mấy anh em mình đi cái Blue Diamond, mình để Thúy Hằng viết về mình, và mình nói về những cái món ăn, mình nói về, mình đưa những cái hình ảnh, nhưng mà hoàn toàn mình không có khoe về mình không có nói về cái mình có đặc biệt tệ hơn nữa mấy anh chị nhé. Mình thấy một số mấy anh chị vẫn để trên đó là tôi đang cần người, nó giống như mình đi tìm job hay là mình đi cần người mấy chị. Cái đó là cái tối kỵ mấy chị, cái đó là cái việc mà tối kỵ mấy chị phải làm. Lâu lâu mình bỏ một vài cái video của mình lên mấy chị, một cái câu gì đó nó vui vui. Thưa nó mấy chị biết mình theo cái nguyên tắc này, mấy anh chị nên bỏ cái gì đó mà mấy chị nghĩ là mình bỏ lên thì tức thì sẽ có bạn bè rất đông vào ép mình, nó thích, người ta thích mình mấy chị. Vì mấy anh chị cái trang Facebook đó là cái nơi để mấy anh chị có thể attract mấy chị, mình thu hút người ta, chứ không phải là
một cái nơi để mà mình biểu diễn về cái mình có. Nó không phải mấy anh chị ha. Cái nhà của mình phải chăm sóc rất kỹ mấy anh chị. Mình góp nhặt lại những cái folder ở phía bên tay trái đó, mấy anh chị cũng đang để ý thôi. Những cái like, những cái trang group mấy anh chị, hay là trang fan page mấy anh chị phải chọn lọc. Ở phía dưới mấy anh chị nó có những cái bài, những cái nốt mấy anh chị cũng nên chắt lọc một vài cái bài hay để mấy anh chị biết. Đặc biệt nữa là phía dưới mấy anh chị nó có cái phần mà sách. Mấy anh chị cũng nên bỏ một vài cái cuốn sách mà mấy anh chị thường thường đọc đó. Là tại vì sao mấy anh chị? Mấy anh chị muốn thu hút những người giỏi, những người tài mấy anh chị, và thường là những người đó hay đọc sách. Mình biết một số mấy anh chị có đọc sách, một số mấy anh chị không mấy anh chị. Dĩ nhiên là chỗ này không phải là mình xạo, mình bỏ hết cuốn sách mình không đọc, mình bỏ lên đây cho nó đẹp mấy anh chị. Nhưng mà nếu mà có một vài cuốn sách gì đó mấy anh chị thích, có thể mấy anh chị chưa có giờ đọc, mấy anh chị cũng có thể bỏ lên đây cũng được. Nhưng mà ít nhiều mấy anh chị, đây là cái bộ mặt của mình, đây là cái bộ mặt của mình. Thật ra trong cái network marketing, hay là mình cũng có cái câu mấy chị, attract marketing có nghĩa là mình tiếp thị qua cái vấn đề mình hấp dẫn người ta mấy chị, mình tiếp thị qua vấn đề mình thu hút, chứ không phải mình tiếp thị vì vấn đề mình khoe khoang, mình đưa cái mình có mấy chị, mà mình tiếp thị bằng cách mình thu hút người ta tới với mình đi câu mực chứ không phải câu cá mấy chị. Mình chỉ thấy cái sự khác biệt giữa người đi câu cá và người câu mực. Người câu mực đứng một chỗ, rọi đèn xuống nước mấy anh chị, vỗ 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 cái mạn thuyền đó. Mực nó ở khắp mọi nơi, nó bu, nó thấy ánh sáng, nó chạy lại mấy anh chị, lấy vợt mình vớt cả cho nó khỏe. Câu cá phải đi rượt từng con, mấy anh chị thả mồi xuống, mấy anh chị ngồi chờ suốt cả buổi. Trong khi câu mực nó hoàn toàn khác mấy anh chị. Nếu work marketing, mấy anh chị câu mực chứ mình không câu cá mấy anh chị. Mình thả lưới, mình bắt luôn một mẻ mấy anh chị, mình giăng lưới, mình đón cá nó tới. Và cái đó là cái mà mấy anh chị phải dùng cái Facebook mấy anh chị, vì không có phương tiện nào nó tốt hơn là cái trang Facebook. Hôm nay đó thì mình chỉ nói về vấn đề làm sao mà mấy anh chị có thể hấp dẫn lại thôi mấy anh chị nhé. Mình kỳ tới đó mình sẽ nói với mấy anh chị là làm thế nào để tiếp cận, để mấy anh chị có thể biết thêm người. Hôm nay đó mình chỉ muốn mấy anh chị trở lại cái trang của mình mấy anh chị, và mấy anh chị trở về cái trang của mình, và mấy anh chị phải chăm sóc lại mấy anh chị. Tất cả những cái hình ảnh ở trên này chắc chắn mấy anh chị không nên để bạn bè vào đây, để bừa cái gì lên thì để mấy anh chị, chắc chắn là không. Mấy anh chị có thể delete nó mấy anh chị, ngay cái góc bên tay phải. Cũng giống như mình nói, lấy ví dụ mấy anh chị nhé, là cái hình ảnh của thủ lĩnh khăn đỏ thì mấy anh chị thấy bên bên tay phải, khi mấy anh chị bấm cái mũi tên này đó, nó có thể nó nói là mấy anh chị có thể hide from timeline, nó có thể giấu nó mấy anh chị. Thành ra mấy anh chị có thể click vào đó và cái hình đó nó sẽ không hiện lên. Hay là trong cái trang private và security đó, mấy anh chị có thể cẩn thận để vào đó. Vì nếu mà ai post hình lên mấy anh chị, thường thường người ta sẽ hỏi, nó không có hiện liền trên cái trang của mình. Và người ta và mình sẽ vào đó và mình approve mấy anh chị, tức là mình chấp nhận đó, thì cái hình mà ai đó nó gửi cho mình đó, thì nó mới bỏ trên trang của mình đó. Mấy anh chị tưởng tượng là cái nhà của mình, bạn mình nó vào nó muốn quăng cái gì lên là nó quăng, nó cái đó đâu có được mấy anh chị. Thứ nhất là cái tường mình giới hạn, ở đây có nghĩa là sao mấy anh chị? Khi người ta nhìn vào đó, nó chỉ cần 4 5 cái post đầu tiên thôi. Không có ai vào trang với mấy anh chị mà đi xuống cả thước hai thước đâu mấy anh chị. Người ta chỉ làm khoảng chừng một gang tay thôi là người ta qua trang khác liền. Nếu mà trong một cái gang tay mấy anh chị ấy, mà mấy anh chị không có cái tin hoặc là có hình gì hấp dẫn mấy anh chị, thì bạn bè nó sẽ không quay được. Và do đó mấy anh chị tưởng tượng là một số mấy anh chị vẫn để hình ảnh tràn ngập mấy anh chị. Tràn ngập là hình, nghĩa là hoàn toàn mấy anh chị không có ý định. Mình nghĩ là bạn bè nó cho mình hình mấy anh chị ấy, thích thì mình treo và không thích thì mình bỏ vào closet mấy anh chị. Mình bỏ vào tủ, nhưng làm sao là bạn bè mình, nể bạn bè mình treo hết trên nhà mình, cái tự nhiên mình thành một cái bãi bãi rác đó gì, hay là bãi chiến trường, ai muốn viết gì thì bác thì viết, mình nghe nó ai muốn viết gì thì viết, cái tự nhiên mình nhớ là những cái phòng vệ sinh công cộng ở Mỹ hay là ở nhiều nơi mới, ai muốn viết ở trên cái wall mình là viết, như vậy đâu có được. Thành ra nó mình chỉ phải rất cẩn thận. Thành ra hôm nay đó thì mình hỏi với anh chị ở trong cái trang cái trong cái webinar hôm nay, một số mấy anh chị nào mà muốn mình tình nguyện mấy chị ha, để coi cái thứ là mình có duyệt sơ qua cái trang của mấy anh chị đó, để mình có thể góp một vài ý đó. Anh chị nào tình nguyện có thể viết mình ở dưới, viết mình một vài chữ. Dĩ nhiên là mấy anh chị phải là bạn mình á. Ok Tuấn Trần, mình thấy như Tuấn Trần giơ tay. Ok, để mình vào cái trang Tuấn Trần nha. Mình có anh bạn Tuấn Trần ở Ohio.
Ok, và cái trang của Tuấn Trần. Tuấn Trần vừa có con mấy gì. Cái trang bìa rất hay. Cái hình này mấy anh chị cũng nên lâu lâu thay đổi chút mấy anh chị ha. Tuấn đẹp trai như là tài tử cine. Hình rất là nghiêm túc. Đặc biệt mấy anh chị. Hai vợ chồng có cái hình quá đẹp. Quá đẹp. Hình này được là chụp một cách professional mấy anh chị. Nhìn phía bên tay trái, mấy anh chị sẽ thấy là Executive Distributor của Nu Skin Enterprises. Yeah, mình rất tự hào về cái việc mình làm. Học ở Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, sống ở Cleveland, Ohio, ở Sài Gòn, Mary to Alan Phạm. À, anh này có bà xã là Alan, vừa mới có con anh chị. Chúc mừng Tuấn. Nguyệt. Và cái hình chụp quá nghệ thuật anh chị. Rồi bắt đầu xuống con người khen. Tại vì con cái anh chị, ở trang này là cái trang mà mình muốn nói lên cái đời sống gia đình. Nếu đúng hơn anh chị, cái lifestyle. Người ta không theo mình vì theo tiền của mình anh chị. Mình không theo Alan DeGao vì Alan DeGao nhiều tiền. Vì tiền đó là tiền của ông ta anh chị, không phải tiền của mình. Và ông cũng cho mình đồng nào anh chị. Nhưng mà cái mà mình theo Alan DeGao là cái cách ông ta sống, cái phong cách sống anh chị. Cái phong cách sống là cái mà người ta theo mình. Thành ra đó, trong cái trang này mình nên nói về cái lifestyle anh chị. Mấy anh chị, dĩ nhiên là không có ai giống ai mấy anh chị á. Mấy anh chị không nên bắt chước người khác. Mình không bao giờ bắt chước Alan DeGao mấy anh chị. Mình chỉ ngưỡng mộ về cái cách ông ta sống và mình có cái cách sống riêng của mình mấy anh chị. Mình muốn nói về cái tự do mà đồng tiền, nếu mà nói về cái cách sống của Đi Nguyễn mấy anh chị á, là cái tự do mà đồng tiền có thể nó mang được. Mình muốn đi đây đi đó, mình muốn giúp nhiều người, mình muốn gặp nhiều bạn, mình có bạn bè khắp mọi nơi, mình muốn có thời gian, mình thích ăn uống mấy anh chị, đặc biệt là thịt gà với bún bò ấy. Thành ra mình nói nhiều về mấy cái đó mấy anh chị. Hay là trong đời sống gia đình. Ở đây đó, mình có thể nhìn sơ qua cái này mấy anh chị ha. Tuấn và Uyên đang say sưa về đứa con trai của mình. Đây là những hình ảnh rất đẹp mấy anh chị. Quá đẹp nữa là khác. Mình có thể mình nhìn vào một số bạn người ta vào, người ta comment. Nếu mà một số mấy anh chị có ít bạn quá đó, mấy anh chị nên đặt một cái chỉ tiêu đó là mấy anh chị phải đạt 100, 200, 500, 700 ngàn bạn mấy anh chị. Mấy anh chị làm từ từ. Dĩ nhiên là trên thực tế mấy anh chị có thể add một số bạn hoàn toàn mình không quen mấy anh chị, nhưng mà mình muốn làm quen. Vì những người bạn mà mình muốn làm quen đó mấy anh chị sẽ giúp cho mấy anh chị. Máy mình sắp hết pin mấy anh chị chờ một chút xíu. Rồi. Và mình có thể làm quen với người ta và mình nhờ người ta có thể vào và người ta comment, người ta nói chúc tụng mình một vài câu. Ôi cha, Tuấn có những cái câu rất hay, phụ nữ thật phi thường và vĩ đại, cảm ơn những người mẹ. Cả cái câu này là được lòng của mấy cô lắm. Thật là mấy cô nhìn vào đây rất thích mấy anh chị. À, anh Tuấn anh nói về cái Blue Diamond University cũng được, không sao mấy anh chị. Ha. Tức là mình không nói về, à mình là cái gì đó. Anh chị nào có thích thú về cơ hội kinh doanh thì gọi cho tôi. Thì mình nghĩ cái câu đó là tối kỵ nha mấy anh chị. Tối kỵ. Mấy anh chị không nên có những cái câu đó trên trang. Vì cái lời đó là lời đuổi người ta ra khỏi nhà mình đó. Chứ không phải mình mời vào nhà mình như một số mấy anh chị thường nghĩ đó. Và cũng có một cái này nó hơi lặp lại. Thì có thể là hai cái post nào mà nó lặp lại đó mình chị nên delete bớt đi. Là tại vì nó sẽ choáng chỗ mấy anh chị. Cái tường của mình nó giới hạn. Không có ai chạy xuống dưới mấy anh chị ha. Và Tuấn anh có những cái hình ảnh về đứa con trai, mình nhớ cái cảm giác mình có đứa con trai đầu lòng mấy anh chị. Mình rất nhớ, mình còn nhớ cái cảm giác cách đây 23 năm về trước khi mình có đứa con đầu lòng. Đó, đây là những cái hình ảnh rất đẹp của một người cha. Và nếu mà mấy anh chị thấy là mấy anh chị sẽ có cảm tình mấy anh chị ha. Anh này chắc anh mới mua cái camera là tại vì sắp có con hay sao đây. Rồi, có nghĩa là cái trang này của Tuấn rất được. Tuấn nói về cái lifestyle của mình là đời sống gia đình. Rồi Tuấn có chút xíu ở dưới về một vài cái business nhưng mà không có nói nhiều quá. Là tại vì cái này là của người khác, người ta post lên đây. Nói về ăn uống anh chị, cũng nên. Đừng có để quá nhiều anh chị nhé. Và tại vì cái giá trị mình không có muốn phê phán anh chị. Nhưng mà chính tại vì chính cá nhân mình cũng bỏ hình ảnh ăn uống. Mình bỏ hình ảnh ăn uống lên nó với cái mục đích mà chị, tức là mình nói về cái lifestyle của mình chứ không phải là mình khoe mình ăn đồ gì mà chị, và nhất là cái thời buổi mà người ta đang ngán mỡ rồi fast food đó, nhiều khi mình không đưa lên những cái hình ảnh vì có thể nó sẽ gây ra cái sự phản cảm. Mình chỉ đưa ra một vài cái hình ảnh gì đó nha.
Phía bên tay trái, ok, bây giờ để mình dò phía bên tay trái của Tú Nguyễn này. Mình thấy là bạn bè. Mấy chị phải rất cẩn thận về những người bạn của mình mấy chị nhé. Không biết mấy anh chị sao chứ còn khi mà mình muốn tìm hiểu ai mấy anh chị và người đó mình chưa biết thì mình vào và mình nhìn người bạn của người bạn mấy anh chị. Thứ nhất là mình coi coi thử người này, nếu nếu mà ai mà kết bạn với mình mấy anh chị biết làm sao, là mình phía bên tay trái mấy anh chị mình click vào đây để cho mấy anh chị thấy mình có khoảng chừng 2.000 người đang nằm ở trong cái waiting list. Vì có những người chắc chắn những người này mình không quen phần lớn mấy anh chị, nhưng mà nếu mà không ai có hình hay là có những cái tên mà nó hơi hơi buồn cười đó, ví dụ như yêu em mãi mãi, giết người trong mộng, mấy cái đó là chắc chắn mình không muốn làm quen với anh chị. Bây giờ không, xin lỗi, nhiều khi không biết có phải bạn mình chơi nghịch đặt mấy cái tên kỳ quái hay không, hay là nhiều khi mấy anh chị bỏ một cái hình quá kỳ cục ở trong đó mấy anh chị ha, để cái con chó nó đang tru vậy đó, tự nhiên cái tên mình ở dưới, tự nhiên cái hình ảnh nó không có được hài hòa cho lắm anh chị ha. Và những người như vậy chắc chắn mình không ép tên vào. Mình đề nghị với mấy anh chị nên bỏ cái hình chân dung mình mấy anh chị. Nên bỏ. Một số mấy anh chị có thể yêu thích bỏ hình con cái mình lên. Cái đó nó cũng được mấy anh chị, nhưng mà mình nghĩ không nên. Là tại vì cái avatar, cái đó là cái hình của mình mấy anh chị. Còn cái hình nguyên cái banner phía trên đó mấy anh chị có thể bỏ hình gia đình hay gì đó cũng được. Là tại vì mình một ý kiến chủ quan mấy anh chị nha, mỗi người mỗi cái ý đó, nhưng mà mình đề nghị cái hình đó phải là hình của mình, hay là của hai vợ chồng anh chị, hay là của hai mẹ con hay hai cha con gì đó, nhưng mà ít nhất cái mặt mình nó phải dán lên đó anh chị. Vì bây giờ mình muốn làm quen với người khác nữa, mình muốn người khác làm quen, mình muốn người ta tới với mình anh chị, thì người ta phải tới với mình như một con người chứ không phải hình một cái con chó nó đang tru anh chị, hay là một cái lá cây anh chị, hay là cái con bọ cạp, hay là cái đầu lâu anh chị. Có nhiều khi anh chị bỏ ra cái xe hơi hay là chiếc xe đạp anh chị, nhưng mình đâu có muốn kết bạn với chiếc xe đạp anh chị, vì người ta chỉ có khoảng chừng một phần mười của giây đó để người ta nhìn cái hình, và cái hình đó nó attract mà vậy, nó thu hút cái sự chú ý của người khác. Anh thật ra cái đó là cái mà mấy anh chị nên rất để ý về cái hình của mình mấy anh chị, vì đó là cái hình ảnh, vì đó là cái hình tượng của mình mà. Thật ra mình phải phải rất là chăm chú và chăm chút chút xíu mấy anh chị. Phía bên tay trái đó thì cái có hình ảnh, có music đó, một số mấy anh chị có thích music gì đó mấy anh chị bỏ lên trên này vì mình đánh giá mấy anh chị. Thật ra trong cái một cách chủ quan đó, hôm nay thì cái hình ảnh này của Tuấn đó, nếu mà mình nhìn qua cái hình ảnh của Tuấn anh chị thì mình sẽ kết bạn với Tuấn ngay, vì anh ta có đủ những yếu tố mà mình đang đi tìm anh chị. Trên 30 tuổi, có gia đình, có con, có sự nghiệp, có uy tín anh chị, vì mình nhìn qua một số bạn bè để mình biết anh ta là có uy tín. Cái kế tiếp nữa là có ước vọng anh chị ha, anh ta viết về những cái giấc mơ hay là người khác viết về, và có một cái nữa mình chưa biết, đó là không bằng lòng với thực tại. Cái đó mình chưa biết mà gì, nhưng mà ít nhất là anh ta đạt được năm bảy năm năm cái tiêu chuẩn đầu trong 7 cái tiêu chuẩn mà mình chọn, và mình sẽ contact anh ta mới gì đó, và mình sẽ tìm cách mình kết bạn với người này. Thế đó mấy chị thấy không, khi mình nhận xét người khác thì cũng tương tự như vậy, người khác nhận xét với mình mới gì. Để mình coi cái thử một số mấy anh em nào có thể tình nguyện cho mình dò cái coi. Ok, wow. Thủy, Thủy, Thủy cô giáo. Rồi, mình coi cái Thủy Nguyễn của cô giáo ha. Thủy, Thủy, Thủy. Thủy cô giáo đâu rồi? Thủy Nguyễn là Nguyễn Thủy hay sao Thủy Hà? Anh nhớ là Thủy ở đây mà Thủy đi đâu rồi? Thủy. Để mình có cô Thủy ở Hà Nội nhờ xem giùm. Thủy gửi anh cái địa chỉ email Thủy ơi. Thì anh có thể anh coi cho Thủy cái coi. Ok, chị Hana, mình đang coi chị Hana này ha. Sáng hôm nay ta giống mình coi bói quá. Ok chị Hana. Đây là cái trang của chị Hana ái hạnh. Ok. Hình ảnh quá đẹp. Ôi chà, Hana Trần Đạt My quá đẹp. Nó có một chút gì đó nghệ thuật mấy anh chị, cái tính nghệ thuật nó thể hiện ở trên cái hình lớn của mấy anh chị đó, cái banner đó. Nó phải có một cái sự thu hút mấy anh chị. Ở phía bên tay trái đó, Medical Lab, có một số mấy anh chị nói tôi tốt nghiệp trường đời, tôi xuất thân từ chợ. Có nhiều khi cái sự khôi hài của mình đó mấy anh chị,
nó không có gì sai trái. Nếu mà anh chị có óc khôi hài thì chuyện nó tốt anh chị. Nhưng mà mấy anh chị biết là mình đang dùng cái trang này để kinh doanh anh chị. Có một số mấy anh chị đề một vài câu mà mình nghe cái tự nhiên mình thấy cái mình hoảng mà gì nhá. Ví dụ như nghề nghiệp là gì thì mấy anh chị biết là chém mướn, có một số mấy anh chị tôi nghề chém mướn hay chém gió vậy, và những cái đó nó gây ra cái sự phản cảm. Mình nghe cái chữ đó là mình delete ngay mấy anh chị, mình không muốn làm quen với những người như vậy. Không biết tại sao nhưng mà mấy anh chị biết tại sao mình không muốn nói. Thành ra mấy anh chị đây, thành ra với những cái kinh nghiệm của mấy anh chị, dĩ nhiên là mấy anh chị không cần phải có bằng cấp để bỏ trên này nó vậy, nhưng mà một cách trang trọng mấy chị, mình không thể đùa giỡn với cái trang này nếu mà anh chị kinh doanh với đưa xuyên. Chị Hana MBA follow bởi 528 người theo mấy anh chị. Ở trong này có mấy anh chị có một vài cái hình ảnh này, các anh chị đang chị Hana đang chụp với một anh bạn, rồi ở phía dưới hình ảnh gì đây, share cái philosophy the primary cause of unhappiness is never the situation that you thought about. Rồi, rất hay, hình ảnh quá đẹp. Ok, mình like cái coi. Rồi. Thì Hana nói về cái new skin rate number one. Ok mấy chị. Khi nói về cái này tức là nói về mình. Nhưng mà chị Hana khéo léo mấy chị, tức là mình share cái hình này của Steve Huang chứ không phải là mình viết lên mấy chị chứ. Mấy chị biết là cái rating này mình post ngày hôm qua, mình post ở trang Nu Việt chứ mình không post ở trang cá nhân. Nó tự tự nhiên mình post cái về mình nói về mình nữa thì nó không hay mấy chị. À, thật ra mình cũng lâu lâu mình cũng sẹt ngang một cái để mình làm bạn bè mình nó ngứa ngáy chơi, nhưng mà mình cũng không nên nói quá nhiều về mình với chị. Đây là cái mà chị loan trương nói về, mình nên để người khác nói về mình với chị nhé, chứ mình đừng nói về mình. Chị loan trương nói về chị Hana có cái hình quá đẹp, rồi chị Hana share Hải Huỳnh về cái stock. À cái này đó thì có thể là chị Hana có một số bạn bè đang đi làm, chị Hana ở vùng Maryland với chị, DC. Có thể có bạn bè đang đi làm và thường thì cái giới đó người ta quan tâm về vấn đề tài chính, quan tâm về cái sự vững vàng của công ty, đặc biệt là những cái public traded company. Thì có thể đây là cái ý đồ, ý đồ của chị Hana. Chị Hana share về của nhiều người khác, nói về một cái gì đó thôi chị. Ok, chị Hana nói về TR9 đi, Eat Right. Chị Hana nói về cái trang này hình như nó bị duplicate, chị Hana có thể delete bớt cả. Thì hai cái này share của An Nguyễn, cái hình nó như nhau. Training by An Nguyễn. Ok. Có một người viết về gì đó. Ok. Thì Hana share cái Crystal Hoover Mail. Ok. Thì Hana nói về sản phẩm. Rồi. Ok, em nghĩ chị Hana, chị có thể hơi nhiều về sản phẩm. Hơi nhiều với chị nha. Cái này vẫn chưa, nếu mà em nhìn đây em vẫn chưa thấy về cái lifestyle của chị. Lifestyle của chị. Bây giờ mình hỏi ý mấy anh em nha. Nếu mấy anh em bầu cái trang này, cái sức thu hút đó, mấy anh chị là người lạ đi, mấy chị vào cái trang chị Hana này đó, thì mấy anh chị cái sức thu hút từ 1 tới 10, 1 là thấp nhất, 10 là cao nhất đó, thì mấy anh chị cho chị Hana bao nhiêu điểm? Cái sức thu hút để mấy anh chị muốn làm bạn với chị Hana. Ok, mấy anh chị cho mình ở phía dưới. Anh chị cho mình phía dưới là cái sức thu hút của cái trang này như thế nào. Ở bên tay trái chỉ có một số hình ảnh, chỉ có bạn, chỉ có group, chỉ có những cái hoạt động gần đây, nhưng mà chị không có sách đây chị Hana, chị nên thêm sách. Ok, mình có một số anh em cho chị 5 điểm, 5 điểm, 4 điểm, 7 điểm, 5 điểm, 4, 6, 5, hai người cho 7, một người cho 5, 5, ok mấy chị, 6, rồi. Chị Hana thấy là cái average ấy, là 6 điểm, 5, 7 trong cái khoảng đó, 5, 7 thì bây giờ mình lấy average là 6, 6 điểm gì? Cái mà nó làm cho người ta tò mò đấy, người ta muốn muốn tìm hiểu chị như thế nào đó, thì chị Hana đang ở mức 6 điểm. Ok chị Hana nha, chị nên, em nghĩ là chị nên nói về cái lifestyle, chị thích về cái gì. Có thể chị thích về sản phẩm, chị đang có cái niềm đam mê về nghiên cứu những cái công dụng mẹ thai oxidant qua cái sự mất mát của chị về ông chồng,
qua cái công việc của chị, nó đã gắn bó với chị trong suốt 30-40 năm, đó là về vấn đề sức khỏe với chị. Thì chị cũng có nên có một vài hình ảnh và chị cũng nên nói về cái đó. Có đôi lúc chị share đó chị Hana, mình share và mình cũng nên nói về cái suy nghĩ của mình về cái xe đó, chứ mình không có share rồi mình không nói gì hết mà chị. Vì người nghe đó, người đọc với chị, người ta sẽ không hiểu ý mình muốn share cái này là như thế nào. Có thể mấy anh chị nên diễn tả một chút. À, một số mấy anh chị có hỏi mình cái câu đó là nên viết tiếng Việt hay tiếng Mỹ mấy anh chị. Thì cái này nó đơn giản thôi. Mấy anh chị nên tập trung, mấy anh chị tập trung vào ai? Cũng giống như chị Hana ở đây, có thể nói là chị Hana đang tập trung vào có thể người Việt Nam ở Mỹ hoặc là người Mỹ mà chị, vì chỉ biết gọi là tiếng Anh thôi. Nghe không? Thì cái sẽ attract chị Hana là những anh em Việt kiều ở Mỹ. Còn mình mới gì? Như cái trang của mình thì mình đang nhắm vào người Việt Nam. Mình có một số bạn Mỹ, nhưng mình không quan tâm lắm ấy chị. Vì mình đang tập trung vào cộng đồng người Việt Nam. Nên tất cả chữ nghĩa của mình chỉ để tiếng Việt không thôi. Và mình chủ trương như vậy mấy chị. Cũng có một số mấy chị vừa để Việt vừa để Anh. Nhưng mà mấy chị cũng nên nên nhắm mấy chị. Cái target của mấy anh chị là ai? Chân dung của những người mấy anh chị muốn attract vào cái trang này là ai? Mấy anh chị phải biết rất rõ người đó đang ở đâu mấy anh chị, người ta đang làm nghề gì, người ta đang độ tuổi bao nhiêu mấy anh chị. Mình phải biết rất rõ, mấy anh chị đi câu cá mấy anh chị, mình phải biết cá mình là câu cá gì, cá nó ở đâu, nó ăn vào lúc mấy giờ, và cái mồi của mà nó thường thích ăn là cái gì mấy anh chị, mình phải biết rất rõ. Nên thành ra mình không thể nào bắn chung chung mấy anh chị ha, mà mấy anh chị phải biết rất rõ. Rồi, ok vậy ha. Bây giờ đó mình qua một cái người khác đi. Mình có cái địa chỉ email của Thủy đây. Ok, mình chị mình vào đây mình có thể tìm người ta bằng cái địa chỉ email cái gì nhé. Địa chỉ email Nguyễn Thủy. Rồi đây là cái trang của Thủy cô giáo ở Hà Nội. Ok. Cái hình là gì đây? Cái avatar, cái đó phải là cái mặt hình mình mới vậy. New Skin Việt Nam Hà Nội Branch Opening Ceremony. Rồi cái trang Thủy đứng cạnh cái banner và đây là hình ảnh hai đứa con trai. Thủy nên để ý nha Thủy, một cháu lớn đó, nó bị mất thấy chỉ một nửa thôi. Thật ra Thủy phải hạ cái hình này xuống một chút, còn không thì lựa cái hình mấy chị, vì một số mấy chị mình bỏ cái hình cái banner đó nhiều khi chẳng thấy cái mặt mấy chị, chỉ thấy từ cái cổ trở xuống thôi. Không biết mấy chị có để ý cái này, nhưng mà cháu bị một cháu không thấy rõ cái mặt, Thủy phải thay cái hình này hay là mình sửa lại cái vị thế mà chị. Ok, mấy anh em mình giúp mình, mấy anh chị giúp mình đánh giá cái trang này nha, của chị Thủy ở Hà Nội. Work at New Skin, study at New Việt Academy. Cái câu này hay hay à ta. Tốt nghiệp ở Học viện New Việt, sống ở Hà Nội. Mình Thủy nó học ở Đại học Sư phạm, đang đi dạy mấy anh chị. Có thể Thủy viết thêm vào một chút ở đây về cái Thủy làm gì đó, học ở đâu, vì cái vốn học ấy, nó cũng cũng quan trọng với người Việt Nam mình mấy chị. Thủy là đang học dược, Thủy là cô giáo có thành tích giỏi ở Hà Nội. Một vài cái thành tích mình cũng phải bỏ, giống như mình bước vào nhà Thủy ha, Thủy có cái bằng tốt nghiệp hay là có được cái bằng khen nào đó mình treo lên tường với chị, một cách rất hãnh diện về chuyện đó. Ok, có một cô thu minh nào đây loay hoay mãi cũng không nghe được webinar là sao? Ôi chà, có một sự buồn nhẹ rồi, không biết buồn gì đây. Rồi Văn Anh viết về success seminar tháng 9, được gặp những người mình rất ngưỡng mộ. Ồ, quá hay. Người khác nói với gì nhé, chứ không phải là Thủy nói, trong đó có hình của Thủy. Sarah, em đã làm được rồi đấy hai chị yêu. Mục tiêu tiếp theo là màu xanh. Rồi được hưởng cái áo trắng. Nói về những cái sinh hoạt của New Skin, Nguyễn Thủy nói về tối cuối tuần cùng các tình yêu của tôi lang thang dạo phố trung thu. À, mình có coi mấy cái hình này với chị, rất là dễ thương. Hình ảnh của ông xã với chị ha, dẫn hai đứa bé. Mấy chị cũng nên viết một vài câu vào trong này với chị ha. Hình ảnh này rất dễ thương, mình có coi sơ cái này nè. Hai cậu con trai quá dễ thương đó. Đây là những cái hình ảnh mà nó nói lên một cái con người có cái đời sống gia đình đó chị. Cái đó nó luôn luôn là một cái gì đó nó hấp dẫn người khác. Bún bò Huế đó, cùng bạn bè đi ăn mấy vậy. Đó, một số mấy anh chị mình thấy chụp cái cảnh mình đi ăn ngồi một mình buồn thiêu mấy anh chị. Hay là chụp cái hình đó bữa, đây là bữa trưa của tôi. Một chén cơm, đôi đũa với chén nước mắm. Rồi cứ nhìn cái bữa cơm nó quá thê thảm mấy anh chị. Và nó nói là cái sự buồn tẻ đó.
là chẳng ai muốn muốn tới gần anh này mấy chị. Thì tới gần anh này anh cho đi ăn cơm nước mắm nữa là coi như tiêu luôn. À, bữa cơm thịnh soạn, có bạn có bè mấy chị ha. Thấy cái đó là một cái hình ảnh nó vui. Thường thì mình ít khi chọn một cái hình mà nó chỉ có một người bỏ trên Facebook mà chị, vì nó buồn quá. Mình chỉ nên lựa cái hình đông 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 ấy chị. Vì điều đó có nghĩa là gì? Anh này là anh là bạn tốt, cho nên lúc nào cũng có bạn. Một số website, một số trang Facebook mình thấy có hình một người, một người, một người, một người từ trên xuống dưới mà chị. Và tối ngày mấy chị chỉ than vãn là buồn ơi, tôi ta xin chào mi, rồi buồn quá tối nay ngủ không được, 2 giờ sáng chưa ngủ, khoảng chừng chút xíu nữa, 3 giờ cũng chưa ngủ, 4 giờ hai con mắt nhắm không nổi, 5 giờ mấy người đó bảo đảm với mấy chị, không ai muốn làm quen mấy chị, vì làm quen cũng bị mất ngủ theo luôn. Thành ra mấy chị nên để ý cái đó chưa? Mỗi giờ sáng có cái hình đặt hàng, hey, slot there là 90. Đây là một số hình ảnh. Rồi. Tôi nói về kinh doanh. Tôi nói về cái điểm của Thu Minh ở đây, à, mở nội tạng. Thủy nói về cái xe, về cái bài này của Lành Cao. À, Thủy viết về bước khởi nghiệp. Thủy có một vài hình ảnh xưa và nay. Thủy nói về cái hoàn thành nhiệm vụ đầu năm của năm học. Anh thấy là cái trang này đó Thủy, Thủy có hình ảnh của Nu Xin hơi bị nhiều. Hơi nhiều mà gì? Hơi bị nhiều. Mình nói về Nu Xin nhiều quá. Có thể hình ảnh thì không sao mà gì? Như, ví dụ như cái hình ảnh này, Ruby School ở Tam Đảo. Ít nhiều nó nói cái gì đó nó chung chung mà gì? Nó có nhiều người, nó có cái sinh hoạt. Nhưng mà khi mà mình bỏ những hình ảnh của sản phẩm lên trang đó, thì mình nghĩ không nên mà gì? Vì rõ ràng đó, khi mà thấy hình ảnh này có nghĩa là mình đang bày bán. Và nó không nên anh chị. Mình thấy một số mấy anh chị vừa mới vào, mình hay có khuynh hướng là mình bỏ hình ảnh những sản phẩm lên đó, và cái đó nó làm cho người ta sợ mấy anh chị. Ok, bây giờ nhờ anh em tí nha. Từ 1 cho tới 10 mấy anh chị cho điểm. 1 là thấp nhất, 10 là cao nhất. Nếu mấy anh chị thấy trang của chị Thủy này nó hấp dẫn để mấy anh chị muốn kết bạn với người này đó, thì mấy anh chị cho điểm. Ok, mấy anh chị cho mình điểm ở phía dưới. Đây, trong lúc chờ đợi thì mình có thể nhìn phía bên tay trái, coi về hình ảnh, coi về bạn. Cái trang bạn này quan trọng lắm nha mấy chị. Mấy chị đừng có coi thường cái trang bạn. Những cái nơi mà mình tới, những cái trang mà mình thích, những cái group mà mình gia nhập mấy chị. À, Thủy thiếu cái sách Thủy ơi, thì có thể bỏ mấy cái sách đặt. Ok, mình có 6 điểm, 6 điểm, 3 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 4, 5, 5, ok, average, trung bình với gì? Trung bình Thủy, 5 điểm, ok, Thủy đang ở cái mức trung bình. Thành ra Thủy anh đề nghị là nên nên lấy bớt những cái trang mà nó có sản phẩm mình ở trong đó. Anh nghĩ là không nên. Và nên trau chuốt thêm một chút về, bây giờ đó Thủy ngồi xuống và suy nghĩ nè, người mình muốn người ta nghĩ về mình như thế nào. Thủy phải xác định là gì, mình nói lên, mình toát lên cái gì đó để hấp dẫn người ta thì cái đó là cái gì. Mình muốn lôi cuốn, mình muốn thu hút người ta vì cái gì mình có, và cái đó mình chỉ phải rất rõ nữa. Thì cái đó nó thể hiện rất rõ trong cái trang của mình. Ok, mình có một anh bạn tên là Hà Lam đó, đang nhờ coi tử vi dược. Thành ra đó mình vào cái trang của Hà Lam. Rồi Hà Lam thì trang này mình cũng coi trang của Hà Lam thường xuyên mấy chị. Ủa, có hình quá đẹp, hình quá đẹp mấy chị ha, quá đẹp. À. Lam có một cái hình vừa mới post lên sáng nay. Chào buổi sáng cả nhà, chào Bảo thức giấc. Sáng thức giấc với mưa bão và khung cảnh thiên nhiên, lưng tựa sơn mặc đối thủy, mỗi nơi tôi đến đều có một cái trải nghiệm khác nhau. À, mấy chị thấy cái chụp cái hình đó, có cái bằng chân mấy chị. À, nó nói là cái lifestyle mấy chị ạ. Nó nói là cái phong cách sống. Và đặc biệt là cái trang của Hà Lam thì rất nhiều người xem mấy chị. Mình cũng có chia sẻ với Hà Lam một cái hình. Ở trong này lúc nào cũng người mấy chị, đông bạn bè lúc nào cũng rần 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 mấy chị ạ. Mình có bỏ một vài cái hình ảnh ở đây đây, sôi động, năng nổ,
Hay lắm ấy chị. Mình rất thích cái style của Hà Lam, và đặc biệt đó là Hà Lam post rất nhanh. Mình có dịp đi ăn với anh bạn này hai ngày vừa rồi đó, mình chụp một số hình, mình tưởng đó là mình nhanh nhưng mà Hà Lam còn nhanh hơn mình. Post và trong cái lời mới gì nhé, mỗi người có một cái lời, Hà Lam có một cái style mới gì, mỗi người phải có một cái cung cách riêng cho mình đấy. Và những cái hình ảnh ở đây, Hà Lam sẽ không nói nhiều về Nu Skin mấy chị thấy. Hồi nãy tới giờ mình chưa thấy Hà Lam nói gì về Nu Skin. Mình chỉ nói về cái phong cách mình sống thôi. Đi du lịch với vợ, hình ảnh vợ, con, bạn bè mấy chị. Những cái cảnh này mà mấy chị là người lạ, mấy chị nhìn vào thì mấy chị nghĩ sao? Bây giờ mấy chị cho điểm mấy chị. Từ 1 tới 10. Mấy anh chị nghĩ là cái trang của Hà Lam này attract, tức là thu hút mấy anh chị như thế nào? Đi ăn đặc sản ở khung cảnh đặc biệt. Thằng cái anh này nó làm cái gì mà sao anh đi ăn mà lúc nào cũng bạn bè cười tươi rói mấy chị, ăn mặc bảnh bao, bún chả cá Đà Nẵng. Anh ở Sài Gòn nhưng mà anh ra Đà Nẵng anh đi ăn đi uống mấy chị. Ôi cha, tôi yêu những người đồng đội, viết rất hay mấy chị, bảo đảm với mấy chị. Và cái trang này nó đặc biệt là mấy chị thấy không, ít khi mà mình thấy vợ viết nơi cái trang của chồng mấy chị nhé, chỉ có Hà Lan thôi. Mình thấy Trân viết rất nhiều những cái post lên trang của chồng ấy chị, rồi chồng viết lên cái trang của vợ, và cái này là cái hình ảnh mình hiếm khi mình thấy mà chị. Thành ra đây là những cái mà nó làm cho mình có một cái cảm tình. Phía bên tay trái là hình ảnh của bạn học architect, làm chủ một cái công ty về architect, học ở trường architect, sống ở Sài Gòn, quê Vũng Tàu. Mary mấy chị ha, mấy chị nên để cái tình trạng hôn nhân của mình như thế nào, mấy chị cũng nên nên để vào đó. Bạn bè 1.700 người, khá nhiều mấy chị, để đi mọi nơi đó, viết ở music, thích nghe nhạc, đọc sách mấy chị, xem movie, TV show, sách. Sách mới có một cuốn à, làm nên có thêm sách, và chắc chắn là trong đó là mình phải đọc sách mấy chị, chứ không phải là mình bỏ vào đây cho có. Thích về fashion, về coffee, về tiệm ăn chợ lớn, về boutique chef. Anh này anh hả, anh cái bộ anh có tâm hồn ăn uống mà gì ha. Group thì nhà sách Đông Nam, vào là vui, hội mê spa Sài Gòn, hội muốn làm giàu, nó nói gì ha. Đây là những cái nó nói về cái phong cách sống của mình mà gì, về cái nấu mà gì, nên để ý về những cái này. Tất cả những cái phía dưới mà gì, cái trang này là trang mà mình đánh giá là rất phong phú, và mình nhìn vào mình thích mấy chị. Đặc biệt đó là có vợ viết trong này mấy chị nha, cái tâm trạng mình là gì mấy chị, mình tò mò, mình tò mò mấy chị. Tò mò là cái bản tính của con người, tò mò nó là cái bản chất của con người mấy chị, và người ta rất tò mò về chuyện này. Rồi bây giờ mấy chị, 1 tới 10, 1 là thấp, 10 là cao nhất, cái trang của anh Nguyễn Hà Lam này đó mấy chị hấp dẫn nó như thế nào, mấy chị cho điểm. Ôi cha, 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 8 điểm. Nữa 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 nữa, thêm một vài anh em nữa cho điểm trang Hà Lam. 8 điểm. 8 điểm. 9 điểm. 7 9 8 9 9 9 rưỡi. Có anh này cho cái lẻ nữa, khỏi phải thối lại nha. 9, 8, ok. Mình average là gì? 8 điểm. Chúng mình là 8 điểm. À, mấy chị có góp ý gì, mấy chị nhờ mấy chị viết vào mấy chữ đi. Không phải, không chỉ cho điểm không mà mấy chị viết một vài cái ý về cái trang của Hà Lam này coi. À, mình tiếc là mình không có nhiều giờ nữa mấy chị nha. Mình có một số cũng khá đông mấy chị yêu cầu là mình chấm điểm đó. Nhưng mà để tuần tới mấy chị, mình tiếp tục, vì mình biết là mấy chị biết là cái trang Facebook bây giờ đó là cái trang mấy anh chị có thể nới cái vòng tay của mình khắp mọi nơi trên thế giới, và mấy anh chị có thể xây dựng cái mạng lưới của mình. Đây là cái trang mấy anh chị. Mình nghĩ là thời đại mình là những cái modern warrior mấy anh chị, mình là những cái chiến binh tân thời. Trang bị với của mình, trang bị với mình mấy anh chị, trang bị cho mình những cái phương tiện mà cái khoa học kỹ thuật của thế kỷ 21 nó cho mình mấy anh chị. Chiến binh thời xưa cưỡi ngựa, mặc áo giáp, mang dao, mang lao mấy anh chị. Chiến binh bây giờ cầm cái điện thoại di động, có wifi, chỗ nào có wifi đó là bãi chiến trường của mình thôi. Bãi chiến trường của mình không phải là những nơi có người, mà bãi chiến trường của mình là những nơi nào có wifi.
mình kết nối con người lại với nhau với chị. Có một số người người ta không chấp nhận cái hình thức là à, tôi phải gặp với chị. Mấy chị nhìn những người đó thì thường những người nói câu đó là những người khoảng chừng 50, 60 tuổi. Thường là những người đó không bao giờ dùng Facebook với chị. Thường những người đó không biết YouTube là gì luôn. Thường những người đó không chịu thay đổi với chị. Thành ra đó, mình nghĩ là cái network marketing nó chỉ nhờ có Internet thôi. Lúc trước với chị, trong suốt 6-70 năm, network marketing nó vẫn còn một cái lỗ hổng rất nhỏ đó, là vấn đề sao chép. Sao chép không được, sao chép rất khó. Mình không tin vào cái vấn đề mình huấn luyện người khác để người ta nói giỏi nữa chị. Nhưng mà cái sự chuyên nghiệp nó phải thể hiện ở chỗ mình không nói. Thành ra Nuviet Academy trong một thời gian sắp tới đó, mình có những cái đoạn video để mấy chị ra ngoài làm một việc đó mấy chị, tức là truyền cái video đó ra ngoài càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt mấy chị. Sau đó đó, những người đó muốn tìm hiểu thêm thì người ta vào một cái trang mấy chị, nó gồm có một cái video về cái BB, làm về cái business briefing khoảng chừng 15 phút. Sau đó có một cái trang nữa mấy chị nói về cái mô hình kinh doanh, đó là 1.000 điểm. Và thêm một cái trang khoảng chừng 20 cái clip của những người thành công, ví dụ như chị Bích Nga, An Nguyễn, một số mấy anh chị mà nổi tiếng, nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau, Kiệt Nguyễn, Dinh, được một số mấy anh chị mà từ Amro trở lại, thêm những người mà thật sự là nhiều ngành nghề mà tiêu biểu trong cái ngành nghề mình làm cái gì nhé. Và sau đó mỗi cái video, cái testimonial như vậy khoảng chừng là 2 phút thôi. Và nếu người ta quyết định với chị, khi người ta vào đó mình sẽ gửi ngay là những điều cần phải làm về vấn đề hiểu biết là gì, hiểu về network marketing là gì, những cái bước khởi nghiệp gồm có 8 bước, ba bảy bước xin lỗi 7 bước là gì, 7 bước đó là cái gì, mỗi bước như vậy. Cái video khoảng chừng 2 phút là gì, tất cả những chuyện như vậy người ta có phương tiện để quay đi qua lại, có đi qua lại, có đi qua lại với chị. Người ta tới lớp học, người ta tốn rất nhiều chi phí, người ta ngồi nghe với chị, bảo đảm với chị 48 ngày sau, 48 giờ sau với chị người ta không còn nhớ gì hết. Nhưng mà cái video người ta có thể nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại với chị. Và đặc biệt đó là mình sẽ có tất cả những cái phương tiện này nó nằm trên điện thoại di động, thì cái cellular phone, và mấy anh em mình có thể quay thường xuyên với chị. Cái repetition đó, cái mà là nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, nó là cái nguồn, cái căn bản của cái việc học với chị. Học là để đừng để quên, chứ không phải học để nhớ với chị nha. Học làm sao mà đừng quên, có nghĩa là mình phải quay thường xuyên, và chỉ có cái video với chị nó mới làm được cái chuyện đó thôi. Thật ra mình tin rằng cái tương lai của mấy anh chị em mình nó nằm ở cái vấn đề là mấy anh chị phải nắm lấy cái phương tiện khoa học kỹ thuật để có thể ứng dụng và sao chép nhân rộng rất nhanh mấy anh chị. Cái từ khóa chính, cái chữ chính ở đây đó, vấn đề kết nối mấy anh chị, sao chép và nhân rộng mấy anh chị. Và cái đó nó giúp cho mấy anh chị thành công. Mình có một số mấy anh chị viết ở đây là lifestyle tuyệt vời, anh em có thể nhận diện ra Hà Lam là ai, phong cách sống như thế nào. Cao Thành có một cái comment cho Hà Lam. Ok mấy anh chị, mình cũng vừa hết giờ đây. Hôm nay mình cũng xin cảm ơn sự theo dõi của mấy anh chị. Mình mong là sau buổi hôm nay mấy anh chị vào cái trang Facebook của mình xem lại rất kỹ mấy anh chị rà lại từng hình ảnh, mấy anh chị làm chủ căn nhà của mình mấy anh chị. Căn nhà của mình là giống như là một cái căn phòng triển lãm về cái lifestyle, về cái phong cách sống của mình mấy anh chị. Và cái nơi đó là cái nơi mà mấy anh chị phải hấp dẫn người khác vào, và người ta thích mình mấy anh chị, và người ta muốn biết mình làm gì. Cái đó nó cần mấy anh chị phải chăm chút cho cái trang Facebook của mình rất kỹ lưỡng mấy anh chị, từng lời nói, từng câu nói, từng hình ảnh một mấy anh chị. Và mình mong là mấy anh chị sẽ có một cái sự thay đổi, để tuần tới đó mình sẽ nói với mấy anh chị là bây giờ mình dùng cái trang Facebook và mình attract, mình hấp dẫn người khác ở khắp mọi nơi trên thế giới vào cái trang của mình như thế nào mấy chị ha, như mình đã làm ở trong quá khứ với một số mấy chị ở khắp mọi nơi trên thế giới khác. Xin chào tất cả mấy chị, và chúc mấy chị ở Mỹ, ở một nơi nào đó đang là đêm, mấy chị có một đêm ngủ ngon, và một số mấy chị ở vùng châu Á, chúc mấy chị một ngày tốt đẹp. Xin cảm ơn tất cả mấy chị.